Tim là cấu trúc quan trọng nhất của hệ tim mạch, là trạm đầu mối, là nơi giao nhau giữa vòng tuần hoàn phổi và vòng tuần hoàn chủ, với vai trò những cái bơm tống máu đi và hút máu về. Khối cơ rỗng này có màu đỏ hồng, mật độ chắc, với trọng lượng trung bình trên người trưởng thành vào khoảng 270g ở nam giới và 260g ở nữ giới. Cùng với một số cấu trúc khác, tim nằm trong trung thất, một khoang rỗng của lồng ngực được giới hạn ở hai bên bởi các phổi, phía trước là tấm sữa sụn sườn, phía sau là cột sống, ở dưới là cơ hoành và bên trên là nền cổ. Tuy nhiên, tim nằm lệch sang trái, trục của nó chếch xuống dưới, sang trái và ra trước. Về mặt hình thể ngoài, tim có hình tháp với ba mặt, một đỉnh và một nền, nền còn được gọi là đáy. Đỉnh tim là cấu trúc nằm thấp nhất, lệch sang trái nhất và ra trước nhất. Nó được xác định trên bề mặt cơ thể ở khoang da sườn 5 trên đường giữa đòn trán. Mặt trước của tim nấp sau tấm sữa ướt sụn sườn nên được gọi là mặt ướt sườn. Mặt dưới của tim ngồi lên trên cơ hoành và được gọi là mặt hoành. Và tim nằm lệch sang trái, đeo vào phổi trái nên sinh ra mặt trái hay gọi là mặt phổi. Đáy của tim gồm các tâm nhĩ thì hướng lên trên ra sau và sang phải, đeo vào các cấu trúc của trung thất sau và phổi phải. Trên mặt ức sườn, rãnh vành hay còn gọi là rãnh nhĩ thất ngăn cách giữa phần tâm nhĩ bên trên và phần tâm thất ở bên dưới. Ở phần tâm nhĩ, các tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái bị che lấp phần lớn bởi các tiểu nhĩ phải, tiểu nhĩ trái là các túi cơ phình ra từ các tâm nhĩ, bị che lấp bởi thân động mạch phổi, bởi động mạch chủ lên. Ở phần dưới rãnh vành, tâm thất phải và tâm thất trái được ngăn cách nhau bởi rãnh răng thất trước. Trong rãnh có nhánh răng thất trước của động mạch vành trái và tĩnh mạch răng thất trước. Và trên bề mặt của tâm thất phải, con nón động mạch là phần của tâm thất thu nhỏ dần để liên tiếp với thân động mạch phổi. Ở mặt hoành, rãnh vành cũng ngăn cách giữa phần tâm nhĩ rất hẹp ở bên trên và phần tâm thất ở bên dưới. Tại phần tâm thất, rãnh răng thất sau ngăn cách giữa tâm thất phải và tâm thất trái là nơi nằm của động mạch răng thất sau, phần tận hết của động mạch vành phải và tĩnh mạch răng thất sau, hay còn gọi là tĩnh mạch tim giữa. Ở đáy tim, tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái ngăn cách nhau bởi rãnh răng nhĩ. Tâm nhĩ phải là nơi đổ về của tĩnh mạch chủ trên, của tĩnh mạch chủ dưới và của xoang vành. Tâm nhĩ trái thì là nơi đổ về của các tĩnh mạch phổi phải, các tĩnh mạch phổi trái. Trên mặt cắt qua các buồng tim, tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái được ngăn cách với nhau bởi vách răng nhĩ. Và ở mặt phải của vách răng nhĩ thì có hố bầu dục, là di tích của lỗ bầu dục trong thời kỳ tuần hoàn thai nhi. Tâm thất phải và tâm thất trái nằm ở trước dưới, được ngăn cách với nhau bởi vách răng thất. Và ở mỗi nửa của tim, các tâm nhĩ và các tâm thất được ngăn cách nhau bởi vách nhĩ thất. Vách này thủng một lỗ, gọi là lỗ nhĩ thất. Và lỗ này được đệ lại bởi các van nhĩ thất. Van nhĩ thất phải ngăn cách giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải, còn được gọi là van ba lá, gồm ba lá tương ứng với ba thành của tâm nhĩ thất phải. Van nhĩ thất trái còn được gọi là van hai lá, tương ứng với hai thành của tâm thất trái. Thành của các tâm thất thì dày hơn so với thành của tâm nhĩ, do chúng phải bơm tống máu tới các cấu trúc của cơ thể người. Tương tự như thế, thành của tâm thất trái dày hơn so với thành của tâm thất phải. Mặt trong của các tâm nhĩ thì nhẵn. Mặt trong của tâm nhĩ phải có lỗ đổ về của tĩnh mạch chủ trên, có lỗ đổ về của tĩnh mạch chủ dưới và lỗ đổ về của xoang vành. Mặt trong tâm nhĩ trái có lỗ đổ về của các tĩnh mạch phổi phải và lỗ đổ về của các tĩnh mạch phổi trái. Mặt trong của các tâm thất thì gồ ghề, chúng có nhiệm vụ hướng dòng máu về phía các động mạch
làm tăng áp lực của dòng máu vào lòng các mạch này. Có các gờ cơ, có các cầu cơ và đặc biệt là các cột cơ hay còn gọi là cơ nhú. Đây là nơi bám của các thùng gân, còn được gọi là dây chằng van tim, để biến các van tim thành van một chiều, chỉ cho máu đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Tâm thất phải là nơi xuất phát của thân động mạch phổi. Đáy của tâm thất phải có lỗ thân động mạch phổi, nơi nằm của van động mạch phổi. Tâm thất trái là nơi bắt đầu của động mạch chủ, và đáy của tâm thất trái có lỗ động mạch chủ, nơi nằm của van động mạch chủ. Về nuôi dưỡng cho tim, tim được cấp máu bởi các động mạch vành phải và động mạch vành trái. Các động mạch này đều tách ra từ động mạch chủ lên ngay trên chỗ bám của các lá van động mạch chủ. Chúng đều chạy lách giữa các tiểu nhĩ và thân động mạch phổi để tìm tới rãnh vành. Khi tới rãnh vành, động mạch vành trái tách ra nhánh giam thất trước, chạy trong rãnh giam thất trước, và nhánh mũ chạy vòng trong rãnh vành sang trái và ra sau. Trên đường đi, nhánh mũ tách ra động mạch bờ trái và tận hết bằng động mạch sau thất trái. Động mạch vành phải sẽ chạy tiếp tục trong rãnh vành sang phải ra sau. Trên đường đi, nó tách ra nhánh cho nó động mạch, nhánh bờ phải, và phần tận hết của nó chạy trong rãnh giam thất sau để đổi tên thành động mạch giam thất sau. Về hệ thống tĩnh mạch, tĩnh mạch giam thất trước chạy trong rãnh giam thất trước, tới rãnh vành vòng sang trái và ra sau để hợp với cả tĩnh mạch bờ trái của tim, tạo thành tĩnh mạch tim lớn. Tĩnh mạch tim lớn tiếp tục chạy trong rãnh vành rồi phình ra tạo thành song vành trước khi đổ về tâm nhĩ phải. Ở bên phải của tim, tĩnh mạch trước thất phải hợp với tĩnh mạch bờ phải để tạo thành tĩnh mạch tim nhỏ. Tĩnh mạch tim nhỏ tiếp tục chạy trong rãnh vành để kết thúc bằng cách đổ vào song vành. Và trong rãnh giam thất sau, tĩnh mạch giam thất sau hay còn gọi là tĩnh mạch tim giữa chạy ngược lên trên để cũng kết thúc ở song vành. Ngoài ra, song vành còn nhận thêm tĩnh mạch sau thất trái và các tĩnh mạch nhỏ khác. Một phần nhỏ máu của tim sẽ đổ trực tiếp về các buồng tim thông qua các tĩnh mạch tim cực nhỏ. Ở đáy tim là các mạch máu lớn. Động mạch chủ gồm 3 đoạn: động mạch chủ lên, cung động mạch chủ và động mạch chủ xuống. Tại cung động mạch chủ có 3 nhánh động mạch lớn tách ra lần lượt từ trái sang phải, gồm có động mạch dưới đòn trái, động mạch cánh trung trái và thân động mạch cánh tay đầu phải. Đây là thân trung của động mạch dưới đòn phải và động mạch cánh trung phải. Thân động mạch phổi thì xuất phát từ tâm thất phải. Chúng sẽ chia đôi thành các động mạch phổi phải và động mạch phổi trái để đi về các phổi phải và trái. Với tĩnh mạch chủ trên, đây là tĩnh mạch được hợp lại bởi các thân tĩnh mạch cánh tay đầu phải và trái. Ngoài ra, chúng còn nhận thêm tĩnh mạch đơn là hệ thống tĩnh mạch nhận máu của thành ngực đổ về. Clip được thực hiện tại Bộ Môn Giải Phẫu Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là một sản phẩm cá nhân với mục đích chia sẻ các kiến thức giải phẫu cơ bản của cấu trúc cơ thể người cho sinh viên các trường y dược Việt Nam và những ai quan tâm.